Trong đây có phương pháp chúng ta sẽ nén một số mép. Mình ví dụ cái bức ảnh chúng ta render ra là kích thước ở đây là cao nhất là 1100, đúng không? Cả một bức ảnh render ra 1100, nhưng mà trong cái map to nhất ở đây này, prototype này, là kích thước nó tới là 1500, có nghĩa là một cái bức ảnh này thôi, một cái map picture này nó to hơn cái bức ảnh chúng ta đã render ra, trong khi chi tiết ở đây chắc nó chỉ nhỏ xíu, hiểu không? Nó ra là cái bức ảnh này, bức ảnh gốc như này, cái map nó được áp ở đây này hoặc ở đây, nó chỉ nhỏ xíu thôi, nhưng mà nó đã kích thước của nó to hơn bức ảnh render ra, thì chúng ta sẽ dùng phương pháp để nén cái map đó. Tuy nhiên nén nó lại thì chất lượng bức ảnh nó sẽ giảm đi, nhưng mà cái được lợi đó là chúng ta sẽ có thể tiết kiệm một phần cái thời gian render. Bởi vì cái bức ảnh map đưa vào nó chỉ nhỏ xíu thôi. Giả dụ như đôi khi cái map này nó áp cho những cái chi tiết rất là nhỏ trong công trình này, giả dụ như là ví dụ họ dùng cái map băm nó áp cho vật liệu của cái khăn này chẳng hạn, chỉ bé bằng cái khăn này thôi, nhưng mà nó to hơn cái bức hình mình đang đưa ra, thì chúng ta cần phải nén lại. Thì vào đâu để chúng ta nén những cái map này? Trong 3D Max thì chúng ta vào tab Common này, thì kéo xuống bên dưới có chức năng là đây, bitmap information and memory option này. Và chúng ta kích vào này, phần setup này, trong đây thì mặc định nó tắt, chúng ta kích hoạt nó đi, thì nó báo thêm các cái chức năng giảm, như chúng ta giảm xuống một nửa này, giảm 1/3, 1/4 và 1/8. Dưới đó nó có dòng proxy system này, thì nó có ghi là 512, bạn hiểu như thế nào? Ví dụ mình chọn chức năng là giảm xuống một nửa, giảm xuống một nửa nhá, thì có nghĩa là như bức ảnh có kích thước 511 nó sẽ không giảm, mà những bức ảnh có kích thước 513 thì tự động nó chia cho 2. Thì mình áp dụng cái quy tắc đó thì mình sẽ sửa như sau. Mình sẽ tăng thông số này lên khoảng tầm 1000, nhưng có nghĩa là bức ảnh là có 1000 pixel ấy, thì nó không giảm. Còn những cái bức ảnh là có trên 1000 pixel thì nó sẽ giảm. Bạn áp dụng cách nào cũng được. Thì thường thường mình sẽ để thông số này khoảng tầm 1000. Thì bạn hiểu nôm na là những bức ảnh là có thông số là 999999 đi, thì nó sẽ không giảm. Và bức ảnh là có thông số là 1100 và 1001 cho nên 1 thì nó sẽ giảm xuống 1/2. Cái quy tắc này sẽ giúp chúng ta đấy. Sau đó chúng ta bấm OK, đừng bấm later nhé, bấm OK nhé. Đấy, thì áp dụng trong cái bài này là những cái map nào to thì tự động nó được nén xuống. Nếu bạn hiểu nén xuống thì nó sẽ làm giảm chất lượng của map đi, giảm kích thước của ảnh đi, nó sẽ giảm chất lượng đi. Tất nhiên chất lượng nó không còn tốt lắm nữa. Một bức ảnh đẹp ấy, nó liên quan đến cái đầu vào của map này. Ví dụ map đầu vào thứ nhất nó xấu, nó noi thì render ra chắc chắn nó cũng sẽ xấu, nó noi theo. Ví dụ cái map này, tôi zoom lớn lên ấy, mà thứ nhất là nếu mà thấy nó noi thì render ra thì không kiểu gì nó nhẵn được, mà nó sẽ noi theo. Nên quan trọng cái chất lượng map đầu vào này cũng quan trọng. Nếu mà chúng ta không bị noi thì cái map đầu vào cũng phải ngon nghẻ, không bị noi. Đặc biệt những cái map gỗ hay những cái map nói chung các cái map đường vào này nó không có hạt noi, mà cái map này nó noi không? Nó noi cái hạt như này thì không có gì render này nó nhẵn được. Nó noi cho cái đầu vào nó đã bị noi rồi, bạn hiểu nôm na là như thế. Thì tất cả các ảnh những cái map picture ấy mà chúng ta render ra bảo cái sàn nó noi cái gì nó noi ấy, thì đầu tiên mình kiểm tra lại cái map gốc này, nó có thực sự nhẵn hay không. Nếu gốc mà từ mờ mà nhòe rồi là mà noi thì bức ảnh ra thì nó sẽ mờ nhòe noi theo. Đầu tiên phải map đầu vào, sau đó đến các cái khác nhé. Map ở đây nó đẹp thì render nó sẽ đẹp, nên map nó noi này thì render là kiểu gì nó bị cái vệt như này. Đấy là sao, cái phần nén map là một phần nhỏ trong cái phần 3D thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến chức năng hôm nay mình chỉ cho các bạn này. Nó là chức năng lên new tính toán quả tab like cách này và tab hidden map này. Phương pháp lưu tính toán lê cách và hidden map thì chúng ta sẽ hoạt động như sau.
Bình thường thì chúng ta render sẽ, giả dụ mình muốn render bức ảnh hình khoảng độ là khoảng 1500 đúng không ạ? Đó. Mình sẽ render bức ảnh hình khoảng 1500. Nhưng không, đây mình sẽ để giảm xuống bức hình mình chỉ để khoảng tầm 300 thôi. Đó. Sau đó sang phần GUI này mình sẽ lưu như này cách. À, chúng ta bấm vào nút save này. New đi thì new đi đâu, thường thường mình vẫn new vào dự án đấy đúng không? Mình đã ghi là K1. K1. Save. Trong phần edit map cũng có một cái thanh như thế. Đây, save. Mình cũng ghi K1. Bạn để ý kỹ nhá, cái đuôi ở đây, hai cái đuôi này nó có sự khác nhau, bạn bấm save. Sau đó mình mở lên setting đúng không? Bạn chọn setting nào thì bạn mở setting đó. Có thể bạn chọn setting trước rồi bạn lưu sau cũng được. Ở đây mình sẽ render ở khẩu medium cho nó mất, cho nó cũng được. Ví dụ chúng ta chọn chất lượng bức ảnh này là setting medium và render 100% cho cái khổ ảnh. Kiểm tra lại nhé, cái khổ ảnh của mình đang là 3-4 này. À, bạn chỉ kiểm tra lại hôm nay xem chức năng like cách này đã xếp chưa. Thường mình sẽ để chức năng mở hết ra cho nó rõ. Mình làm lại bước này. Chọn xong setting nhé. Sau đó rồi phải chuyển sang chức năng lưu này. À, trong phần mình bấm close tất cả nhé. Trong tab like cách ấy, thì có chức năng là lưu đây. Auto save này. Và mình bấm vào này. Mình đặt là K1. Và trong chức năng edit map cũng có cái dòng ở bên dưới này, chúng ta cũng có chức năng auto save và lưu. Mình cũng để là K1. Hai cái này có tên khác nhau là cái đuôi. Bạn chỉ cần ghi như thế là được rồi. Sau đó bấm lên được. Chúng ta sẽ để cho máy tính toán đến phần build cake và edit map. Sau kết thúc phần build cake và edit map thì chúng ta sẽ stop lại. Có thể mình chỉnh đi một chút xíu cũng được. Giảm tăng tương phản này. Cái bài này hơi sáng. Đấy, chạy bước build cake này. Bạn mà để setting này lên chế độ 2 thì còn tính toán các bước này còn lâu hơn nữa. Ở đây bức hình mình tính toán đang rất là nhỏ nên sự chênh lệch không nhiều. Ở đây mình nó tính toán những video cách mình thì ghi em nhớ nhé, bước này nó hết khoảng tầm 1 phút đi. Mình phải ghi nhớ vào nhé. Phút này. Video cách hết khoảng độ 1 phút, 1 phút rưỡi. Xong đến xong video cách này thì nó sẽ tự động nó lưu cho chúng ta một bước tính toán, đó là video cách ở trong cái bảng. Tiếp theo đến edit map, nó cũng khi tính toán xong edit map nó cũng lưu chúng ta một bước tính toán edit map. Rồi sau đó render image chúng ta stop lại, mình sẽ render ở đây. Thì bạn vào trong cái bài của chúng ta thì nó sẽ có hai cái bước như này, K1, K2, nó đã lưu sẵn vào đây rồi.
Sau đó chúng ta xem bước chức năng là chúng ta sẽ sử dụng lại cái tính toán vừa nãy, mình tăng khổ ảnh lên. Mình lên khổ ảnh với mức độ bức ảnh khoảng độ 1500 hoặc là 2000 hay 3000 tùy các bạn. Đã, mình lên khổ 2000. Sang GUI này, mình cho chức năng ở đây này là From File. Nó có hai tab nhé, bạn phải chọn hai chức năng. Ở đây là In Map trước. Chọn đây là chọn chức năng From File. Tìm cái cam 1 để open. Mỗi một cam thì chúng ta phải sử dụng một lần. Nó không lưu được các cam khác, cam 2 mà cũng bấm vào chọn From File. Và mình chọn cái đường dẫn vào cam 1 này. Cho nó bấm Render. Thì phương pháp này nó sẽ tiết kiệm được cái khoảng tính toán InMap và VivaCake. Và chất lượng bức ảnh thì được khoảng tầm trên 90% so với bạn tính toán tự động. Bức ảnh render này nó được kết quả trên 90% so với bức ảnh lúc đầu, tính toán lúc đầu. Và thế render rất là nhanh đúng không ạ? Khoảng 2000 đấy. Mình thử xem bức ảnh này nó với bức ảnh này đây 2000 cũng khá ngon rồi đấy. Mình thử xem nếu mình thử tính toán bức ảnh kia mình sẽ render một phần thôi nhá. Như này thì bức ảnh này mình đoán suy đoán bức ảnh này render khoảng độ tầm 4 phút à. Lúc này hết khoảng 6 đến 8 phút. Mà chất lượng thì cũng được được đấy. Cũng ngon ngon đấy, không đến nói đâu. Bạn có thể dùng phương pháp chỉ chuột nhé, kích chuột vào đây này. Kích bật này này, lên đây trước này. À, nó sẽ lên đây trước. Chỉ chỗ nào là lên chỗ đấy. Thích cái nào xong trước thì nó đôi khi có một số chỗ phải chỉ cho nó lên đầu tiên. Đây bức ảnh mình hết khoảng 8, 12 là hết khoảng tất cả là 10 phút thôi đúng không? Mình sẽ chậm lại chức năng để giúp bức ảnh này là sync frame là bình thường, không save. Đây cũng sync frame và không save. Mình sẽ render cái khổ này. Setting không thay đổi, ảnh không thay đổi. Cái bước này nó sẽ tính toán từ đầu. À, stop lại. À, mình render lại nhé, tính toán từ đầu. Mới khổ 2000 đấy, tính toán từ đầu đấy, không có chỉnh cái gì cả. Vì nó cách thì có vẻ không chênh nhau đúng không? Nhìn thì sơ sơ thì có vẻ bằng nhau này. Video cách thì có vẻ ngang ngang nhau nhưng mà inner map thì sẽ chênh.
cái hai cái chức năng lưu tính toán này có thể bạn tăng khoảng lên 3.000, 4.000 nhiều được. Mà nó chỉ tính toán trên khổ nhỏ, thường lúc ninh khoảng gấp 10 lần, hơn 10 lần. Vậy là riêng bước 1 ở đây đã mất hết khoảng độ hơn 1 phút rồi, gần 2 phút rồi, đến bước 2 này. Mình nhớ nha, cả bức hình trước là cả render cả 10 phút tất cả nha. Nếu đúng nó giảm phần 3 thì đây nó đã chênh nhau 1 phút rồi. Bạn lưu cả thông số ở đây này, nếu nó lấy được nhiều thông số ở hai cái bước này ấy, thì sang phần bước render cuối cùng ấy, nó sẽ tính toán kỹ hơn, sẽ nó cộng cái thông số này vào, nó cộng dồn vào. Ví dụ bức hình vừa nãy mình render bước finish thì hết khoảng tầm 8 phút thôi, ở đây nó lấy đủ các thông số, đây lấy đầy đủ hết các tính chất và sang bức ảnh kia nó sẽ không lên 8 phút nữa đâu, mà nó có thể lên đến 9, 10 hoặc là tùy, có thể nó giảm nhưng đa phần là sẽ tăng, tại vì nó lấy đủ thông số mà. Nó có hết dữ liệu rồi thì nó tính toán lại và chính xác. Còn vừa nãy là nó cần kiểu mình hiểu nôm na là nó suy. Nó suy từ khổ nhỏ ra khổ lớn, nó kiểu như thế. Thì ở đây là thứ nhất là ở đây nó đã chỉ cần 2 bước thôi, nó đã bằng lúc trước rồi. Kia là gần 2 phút và đây nó đã là hơn 1 phút, nó đã 2 phút, nó là 4 phút rồi. Mà tổng lúc trước chỉ có 2 phút thì này. Nó đã chênh nhau rồi đúng không? Ở đây cả hai hình mới có 10 phút, mà đây là vừa nãy là 2 phút, bây giờ là 2 phút, đã là 4 phút rồi. Mà còn một bước nữa, mới có 2 bước này. 2 bước chưa xong, đang dự kiến hết khoảng 2 phút rưỡi này. Thì nếu mà bạn lấy 10 phút mà chia cho chênh nhau 2 phút là cũng được rồi đấy. Mà còn một bước nữa, để xem một cuối cùng nó tính toán như thế nào. Mà trong bước render image thì nó lại còn lâu hơn nữa, đa phần nó sẽ lâu hơn. Tại vì nó tính toán chuẩn hơn mà, chuẩn hơn thì nó phải lâu hơn. Đấy, bước thứ 3, đây bước thứ 3 này có vẻ nhanh. Bước thứ 3 hết khoảng độ 2 phút nữa. Với cộng này nó đã riêng cái phần tính toán biên cách và đi map nó chênh nhau khoảng độ 1 gấp đôi rồi. Nó đã được hơn 2 phút rồi. Và bức ý may xem tí mình so sánh, mình chỉ render một nửa thôi, xem chất lượng nó như thế nào nhé. Bài mà có nhiều vật liệu bóng kính hay là ấy thì chúng ta nên chọn chức năng này còn tốt hơn nữa, tại nhiều lúc render mới kích và nhiều bài nó dừng lại rất là lâu, đặc biệt là bức render finish. Để setting cao thì nó lâu lắm. Nói chung khổ 2000 này khổ cũng khá to rồi, đi gặp khách vô tư rồi. Mình chỉ ren khổ khoảng 1500 là đi gặp khách vô tư rồi. Zoom lên 200% vô tư rồi. Vội vội bạn ren khổ 1200 cũng được, gặp khách được 1000 đi gặp khách cũng được rồi. Lúc vội. Còn có thời gian thì cứ ren khổ vào tầm 1500 trở lên thì bức ảnh nó cũng khác, sẽ có chất lượng hơn. Bước này nó đang dự tính khoảng độ tầm 4 phút thì. Đấy này mất khoảng 5 phút nữa. Riêng bước tính toán này không là hết khoảng độ tầm 7-8 phút rồi nhá. À, xem nó email mình sẽ lên nó nhảy để mình so sánh nhá. Test từng vùng một.
À, mình sẽ đi so sánh chất lượng này. Bức hình 8 phút mình là B, và bức hình tính toán từ đầu này, mình xem chất lượng. Đó, để 100% này. Bạn thấy kỹ phần ánh sáng là có sự nháy này. Bạn thấy chất lượng thì nếu mà nhìn bề ngoài thì không thấy sự thay đổi là bao nhiêu đâu, mắt thường không thấy được đâu. Đây này, có đây này, có nó có thay đổi nhưng nó bảo không có thì không phải. Vậy nên mình khẳng định với bạn là khoảng tầm 80-90% là được. Bạn thấy không, có sự khác biệt thì nhiều không? Không khác biệt thì nhiều đâu, nhưng mà thời gian thì bạn lợi rất là nhiều. Có sự khác biệt như này về bóng đổ này, chất lượng bức ảnh thì không thay đổi bao nhiêu đâu. Thì các bạn, mình nghĩ các bạn nên chọn đây này, nó không có sự khác biệt bao nhiêu đâu. Đây này, có khác biệt về phần này một chút xíu, có vẻ nó sâu hơn đúng không, chất lượng tốt hơn đấy. Nhưng mà không, nếu mà bình thường mình thấy là mình nên dùng chức năng này, hiệu quả hơn rất là nhiều, đặc biệt là càng bài bằng kính. Bỏ AB đi nhá, phải xem finish luôn cả bức hình này. Có này, về độ sâu của bài thì hơn hẳn đúng không? Hơn hẳn này. Chỗ này chi tiết này rất là mờ, nhưng đây rất là rõ này. Đó. Có những chỗ thì nó là rõ, nhưng có chỗ rất mờ, nhưng mà đi kể về chiều sâu của bài thì đúng là tính toán hơn chuẩn hơn nào. Nha, về chiều sâu của bài nó chuẩn hơn nào. Nhưng cái chúng đang được đó là được chất lượng. Đó. Chỗ nào có một số chỗ nó rất là nổ, rất là rõ. Đặc biệt là về phần chi tiết đúng không? Liên quan đến ánh sáng thì nó rất là nhiều. Đặc biệt là liên quan đến ánh sáng nhé. Đây này. Tại vì pin cách pin điện áp chủ yếu là tính toán ánh sáng bóng đổ. Mà tính chất của vật liệu, tính chất của vật liệu thì gần như không thay đổi được bao nhiêu đâu. Xét về tổng thể thì nếu bạn kéo đi thì mắt thường không thấy đâu, tại vì mình zoom lớn nên mới thấy thôi. Còn nếu mà nhìn kéo về tổng thể để mà họ nói như này thì không thấy đâu, mắt thường không ra được đâu. Zoom lớn nên nhìn thấy. Một cái nháy như này thì cũng chấp nhận được. Một cái thì bài nó sâu hơn, một bài nó không sâu bằng. Thì vừa nay nó tất cả có 8 cộng 2 là 10, vừa nãy cái kia đi xem bước này là bao nhiêu. Mình thử cố đi, mình lên hết này. 4 phút rồi. 8 phút rồi đây, bằng lúc trước rồi. Mình nói mà, nó tính toán nhiều hơn, nó sẽ đưa có được nhiều thông số hơn, thì tất nhiên nó phải lên đơn đau hơn. À, đây là hết 8 phút rồi này. Mà chất lượng bức ảnh thì tốt hơn hẳn thì không phải nói. Nhưng thời gian lên đơn sẽ lâu hơn. Thay vì mình làm bước này thì mình tăng cái setting lên cao hơn một chút xíu nữa, và chúng ta sẽ render khổ nhỏ nhân khổ lớn như thế này thì nó sẽ đạt được, bạn hiểu không? Đúng rồi, render khổ nhỏ. Một cái là 19 phút, một cái là hết có 18 phút rồi. 10 phút thì chênh nhau 9 phút. Chất lượng thì không phải nói hơn được. Nhưng mà nếu mà lướt qua thì không hơn bao nhiêu đâu. Nó quan trọng nhất là bóng đổ nó tính toán chuẩn hơn. Nhưng mà chênh nhau được 9 phút rồi. Nhận được nhé.
tổng thể thì chấp nhận được, nhưng mà xét về chi tiết đi thì nó nháy này này, đặc biệt là liên quan đến bóng đổ của đèn này. Không, cái tiếp phản nó chỉnh cùng một thông số, mình đâu có chỉnh cái gì cả đây. Phải xem cái thông số này này, nó mới biết được chênh nhau nhiều hay không. Thực sự bạn để kỹ về cái thông số bước của lai kích này, ở trong trường hợp này máy này đang để là có 1500 thôi, nhưng bạn tăng khổ lên 2000 là thấy rõ ngay, ngay cái bước đầu tiên là thấy rõ rồi, tại vì tăng lên cao thì nó tính toán rất là lâu. Ở đây medium nên setting ở đây đang để là 50-20 là một đích, bạn tăng lên khoảng độ 80-40 thì bạn thấy là khác nhau rất là nhiều, nó tính toán rất là chậm, 80-35 bước này còn chậm nữa, và là thời gian mình cảm giác nên còn được nữa. 80 là chất lượng tốt hơn này. Đấy, thay vì mình tăng thông số lên một xíu. Và hai nữa là góc camera không được dịch chuyển. Cái thứ ba nữa là chúng ta không được thêm bớt vật dụng. Bớt đi chỗ này tính toán chắc không chính xác, thêm lên nó tính toán cũng không chính xác, không thêm bớt vật dụng. Bạn hiểu nôm na là chỗ mình đã xóa đi rồi thì chỗ này nó đang bị khuyết, vừa này nó không tính toán. Thì giờ tính toán nó suy ra thì nó không chuẩn. Thứ nhất là không di chuyển camera, thứ hai là không thêm bớt đồ. Chỉ khác nhau mỗi khẩu ảnh. Thì bạn khi bấm render ấy, thì bạn sẽ lưu cho mình. Rồi, chúng ta sẽ học với một phương pháp tiếp theo, đó là phương pháp render delay. Mình vẫn áp dụng phương pháp vừa nãy, đó là ren khổ nhỏ. Lưu tính toán để lấy khổ lớn, lần này mình sẽ lưu là C3. Để lại sinh frame bình thường nha, mặc định là sinh frame nhé. Mà đặt tên đây là C3. Ở bên dưới mình cũng lưu là C3. Khổ ảnh vẫn là khổ nhỏ, setting vẫn như thế. Giờ mình add thêm một chức năng nữa là chức năng denoi. Denoi là một phần, một cái kênh giúp chúng ta tự động xóa cái noi trong bài. Nhưng mà nó có một cái được và một cái mất. Được đó là chúng ta sẽ giảm noi, nhưng mà mất là chúng ta sẽ mất chi tiết. Đây, giờ mình thử add cái kênh denoi này vào này, Fry denoi. Ok. Sau đó chúng ta sẽ xuống chúng ta chỉnh một chút xíu nữa. Trong phần Advanced denoi parameter, các bạn, cái phần trong bảng đó thì nó chức năng là Advanced parameter này, hiện tại nó đang để chức năng 2, 2 cũng là ẩn. Thì mình sẽ để chức năng là Show denoi resource channel. Thứ hai là ở đây chúng ta sau này chúng ta sẽ áp nhiều kênh. Tạm thời ở bài này thì không có nhiều kênh. Thì bạn cứ sổ cho mình một tí pe để chọn chúng ta tất cả denoi tất cả các element. Element là cái kênh sau này chúng ta sẽ áp, chúng ta sẽ áp lighting này. Rồi white color, shadow, ID, reflect, reflect, shadow. Sau này mình sẽ áp những cái kênh này. Thì nó sẽ, bạn hiểu nôm na là nó sẽ khử noi trên tất cả các cái kênh này nha. Trong cái denoi này bạn hiểu nôm na là như thế. Thì bạn cứ chuyển nó về sâu nó lên và để denoi tất cả các element cho mình. Sau đó bấm render. Thì nó tính toán biên lấy kích và đi map bình thường. Bức ảnh nhỏ thôi nhưng mà cũng là nó đã có rồi. Ở kênh color ấy, bạn thấy hạt noi bình thường đúng không? Nhưng mà kênh denoi, hạt noi nó sạch sẽ hơn. Rồi, đến lượt rồi mình ren khổ lớn nhé. Cầm on, mình cũng để khổ 3000 như vừa nãy. Trong phần GUI này mình đã chuyển lại from file, chọn C3, tương tự như thế bên dưới bên trên các bạn, from file camba và bấm render. À, sau remake này đến bước denoi, nó denoi trên từng cái kênh mình add đây này. À, đang đi noi kênh specular là kênh phản chiếu ấy,
kinh khúc xạ đấy. Bước đi noi là nó đang dùng phần mềm nó tự động nó khử noi các vị trí mà bị noi, bạn có hiểu nôm na là như thế. Bạn biết vì sao nó đau khổ ảnh quá lớn này thì nó tính toán đi noi rất là lâu. Khối 3.000 thì bạn dùng 404. Ba nghìn ở đây là 3.000 pixel nhé. Mình áp dụng denoi vào nữa thì bài này nó tăng lên chắc khoảng nhiều đó, mấy mấy phút ấy. Đấy, denoi kênh chiếu sáng tổng thể này, Google này. Kênh denoi mà mình chưa ra đâu, nó chưa ra. Và cái lighting này nó sạch sẽ, không còn hạt noi ở kênh so với kênh RGB này đâu. Noi này. Biết về đã denoi RGB chưa, kênh reflection. À, reflection ở đây vẫn còn noi đó. Noi rất là nhiều nên là noi nó xuất hiện này này. Để cho nó render hết đi, Google, nó đang đi noi trên Google. Đang đi noi kênh này. Đa phần không phải noi do kênh Google đâu. Mà noi, mình vẫn nói là đa phần do kênh Reflect và kênh Lighting này, là hai kênh hay bị noi đấy. Bài này có phải không, không phải do Lighting, hay là họ đã đi noi rồi thì không rõ. Reflect noi, nó đã khá nhiều. Vậy noi ở reflect là do thông thường gì? Chúng ta sẽ so sánh giữa không đi noi và đi noi nhé. Kênh color bạn nhìn chỗ nào noi nhất thì bạn xem. Chỗ này cảm thấy nó noi đúng không? Bạn chuyển sang kênh đi noi, bạn thấy nó sẽ giảm. Đây này. Thế nhận ra đúng không? Rất là rõ luôn đấy. Đây mình xếp bức ảnh này này. Đây làm sao để xếp bức ảnh bình thường chúng ta chỉ xếp có một bức color bên trên thì để một chức năng này thôi. Mình xếp nha, là đây top. À mình sẽ không đưa đây top đâu, mình phải đặt tên một cái folder để nó nhiều lắm. Mình sẽ đưa ra đi folder này nhé. Mình xếp bình thường ấy, đưa là new folder này. Để bức ảnh là một tên là png save. Ok. Thì chúng ta sẽ xếp ra chỉ được có một bức ảnh này thôi. Cái file mình cũng quên nữa, bước này nó lại có cái phần liên quan đến phần xếp tên. Bạn sẽ nó bị render ra. Rồi mình xếp lại bức ảnh này. Mình giữ đi chuột vào đây và chọn chức năng thứ hai là xếp tất cả các image trên lò này. Đưa ra desktop mình sẽ xếp chồng lên file số 1 này. Có đuôi là png xếp. Ok, đồng ý. Thì ra đây ấy, nó sẽ xếp được rất là nhiều bức ảnh. Chúng ta lưu ý một chút khi mà để hẹn giờ tắt máy ấy. Một bức ảnh của mình render ra bây giờ nó tới 30 MB. Tại vì khổ ảnh mình lên khổ 3.000 nên kích thước bức ảnh rất là lớn.
bạn để cái thời gian tắt máy này này mà ít quá thì bức ảnh chúng ta chưa kịp đồng bộ lên mạng nó đã tắt mất rồi. Nên thường thường mình để 15 phút là vì thế. Thứ nhất, nó kịp up hết cái bức ảnh của mình lên mạng. Cái thứ hai nữa là nó kịp cho máy chúng ta nguội một chút xíu rồi nó tắt máy. Cái quan trọng nhất để 30 giây mục đích 15 phút ấy, mục đích là để cho chúng ta là có cái bức hình này này up hết lên mạng. Sau này trước đây mình học máy tính bảng sẽ so sánh hai cái kênh, đó là kênh color và kênh denoise này, để mình hiểu được tại sao mà nên sử dụng nó hay không sử dụng nhá. Thực ra là cũng có hiệu quả đấy. Rồi chúng ta kéo cái kênh denoise này lên chốc cái kênh white color này. Này máy nó giật quá. Rồi giữ shift bỏ chuột trái ra trước, bỏ shift ra sau. Rồi mình ví dụ ở trong denoise và không denoise mình sẽ sử dụng ở chỗ này. Mình sẽ xóa đi một phần ở chỗ này. Bạn thấy mình vừa xóa đây này. Tắt nữa. Bạn nhìn thấy nó nháy ở đây thôi, nhưng mà để kỹ về phần chi tiết ở đây này. Nếu đối tượng nó noi thì nó vẫn rõ. Bài này thì nó không noi mấy nên là nó không rõ lắm. Đây. Hạt noi đây nhá, mà nhìn thấy đây này. Bài này cái noise nó ít nên mình không thấy rõ đâu. Có nghĩa là nó giảm noise thì đáng kể đấy. Nhưng mà nó mất chi tiết. Chờ một chút. Nhìn cái đèn này xem ra. Cái bài này nó không đâu rõ, nó có vấn đề gì. Chờ một chút nhé. Nói chung là nó sẽ là giảm được noi đáng kể đấy. Cái bài này nó bị làm sao. Sẽ stop lại bài này, mình chọn ren khổ nhỏ thôi. Khổ lớn quá nó không ra. Bạn thấy mình đây này, máy mình đang hoạt động 100 CPU. Và chúng ta vào tab đi theo này này. Chọn phiên bản Banimax nhé, đây là 58% này này. Chuột phải đây là có hai chức năng. Chức năng bên trên đấy là chúng ta đưa phiên bản ra xuống về below normal hoặc là low. Có nghĩa là chúng ta giảm cái phần hoạt động của cái phần render này xuống dưới thì máu nó hoạt động rồi. Khi các bạn đừng đưa lên trên, là treo hẳn luôn, đứng hẳn luôn đấy. Nên để ở trước bình lâu hoặc là lâu này thôi, đồng ý. Thì máy chúng ta sẽ cảm giác là nó sẽ hoạt động không hết tầm nữa. Hai nữa chúng ta tắt chip vào đây, bên dưới, set affinity. Ở đây máy mình có 8 con chip, mình tắt đi một con. Mai mình tắt cái con này, bật con này lên, cái kia mình tắt con này, mình cứ đảo luôn phiên. Ok, như này thì máy mình sẽ trở lại hoạt động bình thường. Và nó đi noi mà máy mình có thể vẽ kết, auto kết hay mắc cái gì đó. Được. Vào tắt đi theo này. Chọn cái phiên bản mắc mình nhá. Đây này, mắc mình là cái trên cùng này. Chuột phải, ở đây nó có hai phần tắt, đây là tắt chip này. Bạn có thể tắt đi 3 con cũng được, tắt đi bao nhiêu con cũng được, tùy. Thường thì mình chỉ tắt đi 1 đến 2 con thôi, với máy này chỉ tắt đi 1 đến 2 con thôi. Máy nào mà có 20 con chip ấy, thì tắt đi khoảng 12 con.
Thì tắt đi này, như này thì máy nó sẽ hoạt động trở lại, nó 26% này. Mày bật lên này. Rồi mình sẽ bật lại chức năng lên, bật denoise lên nhé, để rõ ràng hơn. Nên mình add trên một kênh denoise. Trên kênh denoise này chúng ta sẽ vào setting cho nó. Để chức năng ở bên dưới này. Đang là sâu và tất cả các element. Đấy, xong là bấm render. Nó có hạt noi thì mình nhìn nó mới rõ được, còn bài mình để setting nó cao quá thì nó không rõ đâu. Đây bạn thấy là vùng noi ở trên màn hình rất là nhiều và sàn thì rất là mạnh đúng không? Sau đó nó sẽ đến đi noi. Nó sẽ đi noi cho bằng này cái kênh. Thì tùy từ mức ảnh, khổ lớn thì nó đi noi lâu, còn khổ nhỏ nó đi noi rất là nhanh này. Từ kênh 1. Vừa nãy mình thấy nó rất là lâu đúng không? Tại vì khổ 3000 nó rất là lâu, nhưng mà khổ nhỏ nhỏ thì đi noi nhanh với chất lượng nữa. Xong được cái B là xong. Rồi mình sẽ xếp bức ảnh này. Và chức năng là tất cả các channel đặt tên nó là bức ảnh này, bức ảnh số 2 nhé. Để JPNG cũng được. Ai mình để ý, mình thường mình tắt đây mình đã thấy nó có sự thay đổi đấy nhá. ROB và denoise. Giữ ship mình kéo xe. Bạn nhìn ở cái màn hình TV bây giờ là mất hết rồi này. Bạn thấy noise này không? Và thông số này nhiều hay ít thì do mình có thể mình cài đặt được. Nhưng để ý kỹ là nó có thay đổi về màu sắc và chất liệu, nó có thay đổi, đặc biệt là mất chi tiết. Bạn thấy là cái chức năng ở đây nó làm nhòe hết đi. Bạn thấy nó nhẵn lắm. Cái nhược điểm của nó là sẽ mất chi tiết, cái lông ở đây là sẽ mất đi. Các cuốn sách này rất là rõ. Thì ở đây chúng ta trong phần denoise này nó sẽ có nhiều chức năng, nhiều cách. Chúng ta có thể mặc định nó là default đúng không? Thế là 1:10 này. Nhưng bạn để chức năng là mid, nó là 0.55 này. Bạn để bấm update. Thì denoise này nó sẽ ít hơn. Bạn thấy denoise thì cũng khá nhanh. Rồi, bạn xếp cái bức ảnh. Rồi mình lại cũng xếp lại cái bức ảnh nhá. Như này, rồi mình xếp cái bức ảnh này. Mình đặt tên là 3.
Thì bạn để kỹ ở trên kênh RGB với kênh Denoise này, cho nó nháy này. Bạn thấy là nó Denoise rất là ít thôi, không Denoise nhiều. Nên mình xem nó kỹ hơn thì mình xem Photoshop. Mình sẽ mở kênh số 3 và kênh hai kênh này. Kênh Color là nó không Denoise, còn kênh Denoise thì nó sẽ Denoise trên kênh Color này. Giữ Shift. Mình nói với các bạn là nó Denoise rất là ít, thì tỷ lệ không biến mất chất chi tiết thì cũng ít hơn. Và nhìn đây thì nó sẽ mất noise ít hơn. Ngoài ra thì nó có chức năng Denoise mạnh hơn, cả như là Strong nó mạnh. Mà để Default nhé, là 1:10 này. Mid là 0.55 này. Nhưng để Strong nó lên là 2:15 này. Thì tùy vào các bạn có thể chức năng custom thì chúng ta chỉnh tần số này theo như mình mong muốn. Bạn muốn chỉnh bao nhiêu thì chỉnh nha. Bạn cứ so 3 tần số mid này, 0.55 này, Default này, 1:10 này, Strong là 2:15. Thì ngược lại thì bạn suy ra chức năng custom bạn để bao nhiêu thì tùy bạn. Tùy vào từng bài, từng ấy nhé, nó không có thông số nào để cho từng bài đâu. Ngoài ra ở trong chức năng này nó còn có thêm một chức năng ở bên dưới nữa. Dưới này nó có 3 cái kiểu. Thì mỗi cái nó sẽ ra một kiểu khác nhau. Thì bạn cũng phải test thì bạn mới ra được. Cái này mình chỉ nói sơ sơ.